Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng. Và hôm nay HNT có một cái con rồng mới rất là tuyệt vời. Con này chỉ là cấp C thôi, nhưng mà mình thấy nó rất là đáng yêu và dễ thương. Nó có một cái cung và nó có những cái mũi tên rất là đáng yêu luôn. Đây, khi mà mình vút ve nó chỉ level 1 thì chỗ ấy móc ra 3 mũi tên và bắn liên tục vào con gấu. Ồ, khá là tuyệt vời. Và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng mới này thì hãy comment bên dưới video nha. HNT sẽ kiếm một cái tên thật là hấp dẫn để đặt cho các bạn xem. Khi lên level 4 thì cái con này nó có một cái khá là đặc biệt nữa, đó chính là chỗ ấy lôi ra một cái bông hoa và sử dụng liên hoàn tán. Ồ, nó tán tới nỗi mà bông hoa chỉ còn là một cành duy nhất, một bông duy nhất các bạn à. Ồ, khá là hấp dẫn đây. Và bây giờ mình sẽ cho nó lên level 7 xem sao. Ồ, bây giờ thì dường như là cô nàng rồng của chúng ta đã trưởng thành. Đây, cho lên level 10 luôn. Và bây giờ thử vuốt ve xem nó sẽ làm được cái gì. Wow, nó nhảy vào cái hộp và nó đậy nắp lại các bạn à. Ồ, khá là dễ thương luôn. Và nó lôi ra một cái, nó lôi ra một trái tim. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ ôm nó đi chiến đấu xem nào. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau ôm cái con rồng mới này đi chiến đấu cho các bạn xem những cái skill của nó sẽ như thế nào đây. Ồ, rồng ăn cá này, mình sẽ cho nó vào nghỉ ngơi. Wow, và chú ấy đây rồi. Đây. Và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng này nhỉ? Mình thấy nó có cái trái tim hơi bị đẹp luôn đấy. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ ôm nó đi chiến đấu nha. Wow, solo với một cậu level 49. Và đây là cái con rồng mới của mình. Ồ, chúng ta đấu với một cái team của hai con rồng cấp huyền thoại. Một con level 25 và một con level 26. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ hốt cái con này cái nào. Đó, và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ cho HNT Channel nha mọi người. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Wow, cái con rồng mà khủng long này nó khá là mạnh đây. Ôi, cái con này của mình ra chắc nó hị mỗi cái là chúng ta văng vách luôn đấy. Cho nên mình sẽ đưa rồng phù thủy ra. Và sức chiến đấu của rồng phù thủy mình sử dụng tuyệt chiêu mặt trăng xem nào. Tấn công. Wow, 7.500 các bạn à. Và con này nó còn lại 2.351 giọt máu. Thì mình sẽ đưa cái con rồng mới của mình ra để quánh với con này. Ồ, nếu như mà sơ sẩy chúng ta có thể bị thua đấy. Đây, tấn công nào anh bạn. Tuyệt chiêu điện xem. Ít ra là bao nhiêu máu đây. Ồ, 1.800 thôi các bạn à. Như vậy thì cái con rồng của chúng ta banh sát là cái chắc rồi. Không thể tin được nó đam không lên được 2.000 luôn đấy. Mình nghĩ đâu là nó đam cũng tầm được 2.000 đồ cho người ta thấy rồi, đỡ quê đồ. Dù sao cũng hạ được nhưng mà không thể tin được. Nó đam bèo quá. Mày hả bởi mình đưa rồng phù thủy ra và sử dụng tuyệt chiêu để chấm dứt ngay con rồng khủng long. Ô tem bạn đưa rồng phù thủy ra nữa rồi. Hai con phù thủy đấu với nhau. Wow, rồng phù thủy mình còn có một miếng máu thôi. Như vậy thì mình sẽ đưa Du Kinh Công ra để hốt cái con rồng phù thủy này. Tuyệt chiêu cực kỳ bá đạo của anh Du Công. Ồ la la, chống hai chân lên trời và dập xuống đất. 40.008 giọt máu các bạn à. Chấm dứt ngay em rồng phù thủy. Ô, cục đá từ trên trời rơi xuống nữa à. Trời ơi, lại là cái cục đá to này nữa. Mình sẽ hốt nó đây. Tuyệt chiêu gì? Ồ, tuyệt chiêu đinh ốc đi. Lên đường. Trời ơi, đá nào mà chịu nổi với cái chân của con công này. Cái chân nó làm như bằng vàng ấy. Nó dậm xuống một phát một coi như là nứt đất luôn đấy các bạn. Wow, một hiệp. Và bây giờ chúng ta quýnh thêm một ván nữa, chúng ta sẽ được 3 viên game. Ờ, HNT gần để giành được 100 game rồi. Cố lên nào. Wow, bây giờ thì trời ơi, cái con này nó đam với mình 16.000. Quá nguy hiểm. Trời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Chúng ta phải đưa rồng phù thủy ra thôi. Không biết rồng phù thủy có bị đam không nữa. Tấn công nào rồng phù thủy. Wow, rồng phù thủy chúng ta quýnh được 9.777. Và hiện tại tem bạn đang sử dụng tuyệt chiêu để phản công lại kia. Ồ, chúng ta 9.000, còn này có 8.000 à. Vậy là mình chơi khô máu với nó luôn. Mặc dù đó là level nó hơn mình, nhưng mà sức chiến đấu của nó lại bèo hơn mình các bạn à. 9.001 và tem bạn lại phản công nữa kia. Ồ, 9.007, vậy bây giờ thì nó lại mạnh hơn mình.
Thật sự mà nói thì rất là khó xử luôn đấy, hốt nó luôn. Lên đường nào cậu bé, ở con rồng này nhìn rất là đẹp luôn, hổ báo ghê các bạn. HNT chưa có con này luôn đấy, cái tiệt chiêu băng của nó quýnh rồi là thấy rất là thấm luôn. Ồ, tới con rồng này, trời ơi, nó quýnh một phát một chích ngắt rồng phù thủy rồi, con này là cấp huyền thoại luôn đấy các bạn. Nó không phải là dạng vừa đâu, nó là cái dạng siêu mập mập đấy. Tấn công, vô kinh công đại khai, sát giới. Thời nó ra nó hốt một phát một, nó quýnh một phát một, thằng nhỏ chưa kịp ngáp, nó cho về thành luôn rồi. Ồ, cái con rồng này là cái con rồng gì mà sao nó xanh lè mà nó cái tai nó bự y như là con công luôn ấy. Cái tai nó bự chà bá lửa luôn các bạn à. Và chúng ta sử dụng tuyệt chiêu lửa coi. Hốt nào, thời ơi nó tặng tim. Con rồng này là rồng tim hay sao ấy, nó tặng tim cho người ta luôn. Ồ, lên đường. Con rồng của mình bị quất rồi. Cách sơn đã ngu, game biết thể hiện nào. Một cây kiếm xiên giáp 44.018 giọt máu. Wow wow wow, sát thương kinh quá các bạn ơi. Victory. Và chúng ta sẽ được 3 viên game ở cái hiệp này luôn. Nó khá là hấp dẫn đây. Và cái cuộc đua chúng ta đang diễn ra khá là kịch tính luôn. Hiện tại HNT đang nằm ở, hình như là mình đang nằm ở hạng 2 đấy các bạn. Đây, cái cuộc đua này hiện tại HNT đang nằm ở hạng 2 luôn đấy. Xem nào. Đây, cái cậu kia lên hạng 1 luôn rồi. Lắp 6 lên hạng 1 mới ghê đấy chứ. Ô, và như chúng ta phải làm nhiệm vụ tiếp rồi. Vô đây quánh nè. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu với một cái con này nữa. Và trận này thì mình sẽ cho cái con gì mà đẹp trai xíu ra quýnh cho vui coi. Ồ. Hay mình cho con này đi Spider-Man đi. Spider-Man giống như Superman vậy nhưng mà nó bay bay nhìn khá là hổ báo luôn đấy. Wow, con chim ưng nó lớn rồi kìa. Level 18 luôn, mình level 20. Bây giờ là level 20 quýnh với level 18. Xài tuyệt chiêu mặt trời xem. Quýnh cho vui, quýnh với con này là mình quýnh cho vui chứ mình mà hốt nó là nó chết chắc luôn đấy. Mày hả bởi 5.300. Ok. Bây giờ nó sẽ phản công lại mình bằng tuyệt chiêu đất. Ô, 2.800 hả ơi. Nó quýnh còn 3 cái mình mới chết đấy. Tấn công nào, và đây là tuyệt chiêu nước luôn. Tắm rửa cho cái con chim ưng này luôn. Ồ, lên đường, khá là ngon lành luôn. Victory. Wow, 30 phút nữa sẽ đấu với con này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra. Chúng ta sẽ ra, chúng ta chơi với... Đâu rồi, vô đây chiến tiếp nào anh em. Kiếm chuyện thần trưởng. Đi vô đây kiếm chuyện coi. Tiếp theo vẫn là solo với nha anh bạn, level 49 nha các bạn. Wow, một anh bạn cấp huyền thoại, ở level 35 luôn. Oh my god, không giỡn được rồi các bạn ơi. Cái tem này kinh quá. Hai con level 35. Đúng là hộ báo luôn đấy, một con level 30. Mày hả bởi. Ồ, quýnh nó một phát 18.000. Ồ, như vậy chúng ta, con này chịu đựng được một đòn là chúng ta có thể hạ gục con cấp huyền thoại này rồi. Ồ, yeah, chịu được một đòn là tốt rồi. Lên đường. Mày hả bởi, dám hốt anh hả? Hai con này đều có 4 chiêu hết. Hai con này chắc tầm cảm cấp L thôi các bạn. Ồ, chính xác luôn. Wow, con rùa. Ha ha, giờ ta thấy được nó rồi. Nó cầm nguyên trái bơm bự chà bá lửa luôn kìa. Không thể tin được. Con rùa nó cầm trái bơm. Đây, chúng ta sẽ chơi tuyệt chiêu mặt trời cái nào. Ánh sáng mặt trời. Mày hả bởi. Bùm. 20.000 đam. Wow wow wow. Và bây giờ nó sử dụng trái bơm nó chọi mình nữa rồi. Khi mà nó chọi bơm thì cái con rùa rút đầu vô các bạn. Ồ, tuyệt chiêu chúng ta được đam nè. Trời ơi, không ổn rồi. Vô kinh công chúng ta còn có một miếng máu thôi. Trận đánh này khá là căng thẳng luôn đấy. Ồ, lên đường. Và tiếp theo tem bạn lại đưa ra một con level 35 nữa. Ồ my god, con này khá là đẹp luôn đây. Cái bạn này không biết kiếm ra những cái con rồng này luôn á. Ồ my god, con này 30.000 máu các bạn. Nếu như mà chúng ta không hạ được nó thì đổi ngược lại là nó sẽ hạ lại mình đấy. Tuyệt chiêu mặt trăng nào. Tấn công. Mày hả bởi, 35.240 điểm. Yeah.
Hên quá các bạn à. Nếu như không thì với level 35 thì nó ủi một phát một rồi mười mấy ngàn máu của mình chắc văng vách luôn đấy. Không nhận có nhiều cao thủ rồi là ẩn danh quá. Mấy cậu này ẩn ghê thiệt. Ồ, tên bạn có một con cấp huyền thoại level 22 kìa. Yeah, bây giờ thì chúng ta sẽ hốt cái con này như thế nào đây nhỉ? Nó có 11, nó có 14. À, thì chiêu nước được đam nè. Rồng phù thủy hốt cái đẹp của nào. Bàn tay ma thuật. Oh yeah yeah, 17.566 luôn. Rồng Java vừa bị chấm dứt. Và tiếp theo tên bạn đã đưa ra một cái anh đại sói ca. Trời ơi, cái tai nó bự kinh khủng. Nguyên cái người nó giống như là robot vậy, bự chà bá lửa luôn đấy các bạn. Đây, chúng ta sử dụng thì chiêu này để hốt nó xem. Wow, rồng xe tăng à, rồng này xe tăng rồi, nhìn nó hổ báo quá. Ô, lại chưởng mình nữa rồi kìa, nguy hiểm. Trời ơi, 8223 luôn, căng quá mà. Đập thêm cái nữa nè. Mày hả bử. 9399 giọt máu. Lại chưởng mình nữa, trời ơi, hai cái quả nó nhập lại và gây sát thương là 7400. Thì chiêu con này được đam, không được đam nó mới ghê chứ. Con này nó thiệt tình, nó phải đam lên chúng ta mới giành chiến thắng được. Level 10 mà nó không có chiêu đam, sao nó đam được 3000 mấy đây. Thôi đập luôn, lấy rồng phù thủy hốt luôn các bạn ơi. Lên đường nào, sói ca mạnh hả bé. Đập bé về thành luôn đấy. Ồ, và cái con này level 25 mà mình tính toán là nó ủi cái mình chết rồi. Nó ủi có 5000 mà máu còn có 2000 mấy. Ô, vô công. Anh đại vô công. Lấy chiêu bèo nhất quýnh luôn xem con này còn sống không, cho cái con rồng mới ra quánh đi các bạn. Ô yeah, còn sống luôn. Quá tuyệt vời. Như vậy thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của cái con rồng mới của mình. Ha ha. Đây rồi. Nhan sắc của cái con rồng mới của chúng ta xanh tươi. Búp lửa. Nụ hôn tử thần gì được bung ra và 3404 giọt máu luôn. Wow wow wow. Victory. Oh yeah, tiếp theo là chơi cậu level 50 luôn nha các bạn. Level 50 là hơn level mình luôn đấy, không phải dạng vừa đâu. Oh, siêu trâu. Trời ơi, siêu trâu à. Ở con này level 30 bằng mình. Xem nào. Tấn công nào, vô kinh công. Level bằng mình luôn hả? Mày hả bởi 15.000, con này quýnh cầu 3 cái nó mới chết và xem nó quýnh mình rồi. Sát thương gây ra là 11.000. Ok. Thì chiêu lửa mới được đam mà cái con này là cái con bèo luôn đấy. Cái con bèo nhất của mình mà lại là được đam với con trâu. Ô, một phát một còn một miếng máu, quá tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta đưa cái con rồng mới ra đập con trâu được đấy. Đây, anh đại rồng mới. Tấn công nào, xài nụ hôn tử thần đi. Ô, nụ hôn tử thần, ba trái tim được lao ra. 3620 giọt máu. Và tên bạn đưa con rồng hai sừng ra rồi. À ha ha, xem nào, giờ bị ủi luôn. Tình hình là diễn ra khá là căng thẳng và chúng ta phải là biết yêu thương nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau mới được các bạn à. Đó, yêu thương cái nào, mưa gió liền. Trời ơi, nó còn 900 mấy. Ây da, tên bạn lại hốt mình lại rồi. Chúng ta phải yêu thương nhau chứ không được gọi là tàn sát nhau, biết chưa. Đó. Hốt thằng nhỏ hết máu luôn rồi. Bây giờ nó một con level 29 là cấp L. Nhà anh nó bắt đầu tuôn ra. Nó hốt mình rồi. Giờ mình có cái chiêu nào đam không? Đập con này luôn. Đây, vô kinh công ra đi. Cho vô kinh công ra thể hiện xíu đồ. Để giấu anh vô kinh công hoài, anh công buồn. Lên đường. Ồ, 22.049 giọt máu. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ HNT Channel nha các bạn. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.